Bản tin sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8, khoảng 13,4 triệu cử tri Ecuador đủ điều kiện đã bắt đầu đi bỏ phiếu để lựa chọn tổng thống mới và 137 thành viên quốc hội nước này. Theo kế hoạch, kết quả ban đầu sẽ được công bố ngay trong đêm và kết quả chính thức được đưa ra sau 10 ngày. Các cuộc thăm dò cho thấy, một trong những vấn đề cử tri quan tâm nhất hiện nay là cải thiện an ninh xã hội và thúc đẩy thị trường lao động. Tổng thống sẽ được bầu theo thể thức bầu cử hai vòng đã sửa đổi. Theo đó, nếu không có ứng cử viên tổng thống nào đạt được đa số phiếu tuyệt đối hoặc có được 40% số phiếu ủng hộ nhưng phải cách biệt ít nhất 10% so với ứng cử viên ở vị trí thứ hai, thì cử tri Ecuador sẽ đi bỏ phiếu lần thứ hai, dự kiến vào ngày 15 tháng 10. Tổng thống đắc cử sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 11 và nắm quyền đến tháng 5 năm 2025. Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử quan trọng, chính phủ Ecuador đã huy động hơn 100.000 nhân viên bảo vệ các điểm bỏ phiếu trên cả nước. Ngoài ra, chính phủ cũng ban hành lệnh cấm đồ uống có cồn trong vòng 4 ngày kể từ ngày 18 tháng 8. Trong khi đó, an ninh cũng được thắt chặt trong bối cảnh lệnh tình trạng khẩn cấp toàn quốc vốn được ban bố sau vụ ám sát một ứng cử viên tổng thống vẫn còn hiệu lực.